Nô tất cả mọi người nhá, hôm nay tớ lại chơi tám trò cho Poppy Park trước này. Là nhiều nhân vật quá đây. Nào, chúng ta sẽ đi xem từng con nhân vật một. Con voi. Con gà. Chúng ta biến thành con gà. Chúng ta biến thành con này. Là chúng ta biến thành con này. Con cáo. Là chúng ta sẽ đi nhảy lên những bước này. Này chúng ta sẽ nhảy lên từng bước một. Dưới đây là khu vực chơi của bọn. Nào chúng ta sẽ lên nóc nhà chơi này. Ta biến thành con xanh này. Thành con hồng nữa. Chúng ta sẽ nhảy lên đây. Cẩn thận là con phải rơi xuống. Nhảy lên đây. Chúng ta sẽ nhảy sang đây. Chúng ta không nhảy cẩn thận là chúng ta bị rơi xuống. Này có từng đám mây. Chúng ta vào cửa này xem có gì đâu. Chúng ta ngồi ăn bánh sinh nhật này. Chúng ta sẽ đi ra đây. Trên kia cao quá. Chúng ta sẽ nhảy lên. Chúng ta lại bị rơi xuống. Chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta lại trở về đây rồi. Ta sẽ biến thành con này. Chúng ta vào đây, chúng ta sẽ nên này. Để các con vật chúng ta thay đổi. Chúng ta ra đây chúng ta chơi này. Chúng ta sẽ nhảy lên đây. Con này đây. Chúng ta sẽ nhảy lên đây. Ta không đi cẩn thận là sẽ bị con kia nó bắt ạ. Để chúng ta chỉ nhanh. Chúng ta đèn nó sáng lên. Thế là chúng ta xuống đây. Ta sẽ tốc độ nhanh. Đây nhìn nó không bắt được chúng ta.
Ta trên này nó không bắt được. Trên này là chung nó kia kìa. Chúng ta sẽ nhảy vào đây. Chúng ta nhảy xuống đây rồi, nhanh lên. Lại về đây rồi. Chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ bật cái mini này. Chúng ta sẽ đốt cũng nhanh. Thế thì chúng ta sẽ gặp con kia. Chúng ta rơi xuống rồi. Chúng ta phải chạy nhanh đâu. Nó đây rồi, chạy đâu. Chúng ta sẽ sang Poppy 2. Đây chúng ta sẽ xong Poppy 2 nhá. Đây này, con này nó xuống này. Nó đang xuống đây. Con nhạc cũng đã chạy đâu à. Hết nhạc này, chúng ta dừng lại này. Nó cần đến rồi. Con nhạc của chúng nó chạy đâu rồi. Hết nhạc cũng lại dừng lại này. Cái nhà cũng đã chạy rồi, chúng ta không chạy nhanh là sẽ bị nó bắt. Cái nhà rồi, cái nhà cũng đã chạy tiếp này. Đây nó đang đuổi, cái nhà cũng đã chạy tiếp này. Cái nhà cũng đã dừng này, nó sẽ quấn lên trên cây này. Hết nhạc là chúng ta dừng tiếp. Rồi nó chạy chạy thôi. Quay lại nhìn nó này. Nó đang trèo trên đây này. Rồi con nhạc cũng là chạy tiếp này. Hết nhạc cũng lại dừng. Hết nhạc cũng lại dừng này. Chúng ta dừng lại. Nó cần bón đây rồi. Nó là chạy tiếp thôi, nhanh thôi. Nó quay lại nhìn nó này. Đây nó đang bò đây. Nó là chạy tiếp thôi.
Ở đây này. Nó hạn chế chết đâu à? À, chúng ta lại dừng này. Nó không có lên đây rồi. Rồi, chúng ta nhảy lên đây là chúng là sẽ không sợ nó nữa. Ta đứng như này cho nó quấn như này. Để nó lại đến đây này. Ta lên đây là nó sẽ không vô được chúng ta nữa. Đây. Và chúng ta sẽ đi xuống. Là nó đây này. À, người nó đây. Đuôi nó đây. Chúng ta sẽ trở lên đây rồi. Game. Là chúng ta sẽ vào chơi copy 1 này. Chúng ta vào đây, chúng ta sẽ chơi con này. Oh, nó đuổi rồi, chúng ta chạy nhanh. Nó còn đuổi nào, chúng ta chạy nha. Và chúng ta sẽ chạy ra đây. Chúng ta sẽ chơi nó một tí. Nó đây này. À, chúng ta sẽ chạy vào đây rồi. Đây, nó đang đứng đây này. Chúng ta sẽ cho nó vào đây. Mặt lên đây. Thôi, nó đến rồi, chúng ta chạy thôi. Này, chúng ta phải chạy nhanh này, không làm nó sẽ bị nó bắt đấy. Đây, nó sẽ hiện lên đây. Thôi, chạy thôi. À, chúng ta phải chạy nhanh. Đây, nó đuổi nè. Rồi, chúng ta sẽ xuống đây. Chúng ta phải chạy nhanh đó. Chúng ta phải cùng ngoài xuống đây. Rồi, nó đến đây này. Nó cần đến đâu, chạy đâu. Đây, nó lên đây này. Ra đây là chúng ta sẽ cho nó bắt luôn này. Này, chúng ta sẽ cho con này nó bắt. Rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi. Ta sẽ ăn lên này. Này. Ta sẽ ăn vào đây. Này đó, chúng ta sẽ đi ra. Chúng ta sẽ sang đến cục pin này. À, chúng ta sẽ nắp đây. Chúng ta sẽ mở cửa ra này. Chúng ta sẽ lấy thêm cục pin tiếp này. Này. Đây, chúng ta phải lấy 2 cục. Bên đây 1 cục nữa này. Đây, nó sẽ nắp đây. Bên này 1 cục nữa.
Rồi, sẽ đi vào đây. Ta sẽ mở cái này ra này. Là xem nó trên một giấy nào. À, chúng ta đã được 2 giây này. Chúng ta sẽ lên trên này. Chúng ta sẽ sang này. Chúng ta sẽ đi vào đây. Nó sẽ lấy cái này. Sẽ mở cái ra. Sẽ nắp ra. Chúng ta sẽ sang các tường 556. Đây. Chúng ta sẽ sang các tường 36 này. Nord Cream. Đây. Chúng ta sẽ phải chạy cái con này này. Ôi nó đuổi rồi, chúng ta chạy đây nha. Đây con này đây này. Con đang đuổi à? Ô, con này chạy đi. Ô, nó đuổi cho chúng ta đây, chúng ta phải chạy nhanh. Ô, chúng ta chạy đó. Ô, con kia chạy nhanh quá đi, chúng ta phải đuổi. Rồi, con chạy nó chạy lên đây à? Chúng ta sẽ đi vào đây. Này, chúng ta sẽ quay ra này. Cái nó sẽ hiện lên này. This is where we realized that everything we have worked so hard for was all for nothing. Đây, các con vật trong game này. Both of you will be a fine addition to my army. Together and under my command, we will finish what the Queen couldn't. I'll hold them off. Look for the surgeon.
Là thôi, cái này là chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ sáu. Đây, chúng ta sẽ chơi bắt ra nha. À, và này nó đang về. Con gà kia nó sẽ đợi chúng ta. Con vật trong game này. Này đây, chúng ta sẽ này. Chúng ta sẽ phải đi về với nó, chúng ta mới chơi tiếp nha. Nó mở cái cửa này ra rồi, chúng ta sẽ đi vào. Chúng ta sẽ vào phòng này. Chúng ta sẽ nói chuyện với con này này. Chúng ta sẽ ra mấy cái thẻ đây. Chúng ta sẽ sang bên đây, chúng ta mở cửa này. Chúng ta sẽ mở cửa. Chúng ta sẽ gặp con bạch tuộc đây. Oh, nó sẵn điện lên nào. Chúng ta sẽ cho nó tỉnh dậy này. Cái này xuống. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi thứ 7, Show Money. Thế này chúng ta đã nhặt xong này. Chúng ta sẽ quay ra ngoài. Sẽ đi xem con kia nó kìa. Chúng ta sẽ lên này, chúng ta xem nào. Chúng ta sẽ phải chạy sang bên đây. Nó đuổi rồi, chúng ta chạy vào đây. Đây này. Nó đuổi rồi. Nó đây này. Ta xem còn lỗi nào không? Lỗi này chúng ta
lần xem video nữa này. À, chúng ta sẽ đi vào trong đây. À, chúng ta sẽ vào chỗ này. Ở chỗ này chúng ta chưa mở được, mở được ra. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta phải đi cái này. Chúng ta sẽ mở cái này ra này. Tắt đèn xem nó ở đâu, ở bên kia. Rồi, chúng ta không... Rồi. Bên kia. Rồi, chúng ta nhặt ra. Chúng ta đi ra. Chúng ta sẽ đi xem ai đó. Đến xem ở cái này là. Oh, chúng ta sai đường rồi, chúng ta phải đi lại đó. Oh, không phải đường này đâu. Cơ giỏ chúng lại đi sang bên này. Oh, chỗ này không mở được đâu. Oh, chúng ta nhặt ở đây mà chúng ta đi bỏ qua chỗ này. Ah, oh, chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Trò chơi thứ 8. Đây, và đây chúng ta sẽ chọn cái này. Đây, 4. Cái này 4. 2. 1. Chúng ta chọn bên này nè. 1. 4. 5. 3. À, con này nó sẽ chạy, con gà này nó sẽ chạy ra này. Chúng ta sẽ bắt. Bắt nó. Đây, con này nó sẽ lên lên nó đuổi chúng ta này. Chúng ta sẽ chạy lên. À, nó quay lại đây à. Ồ, chúng ta trèo lên nó mà nó vẫn chưa chạy. Chúng ta phải chạy sang đây rồi nhanh lên. À, chúng ta đã xô. Chúng ta chơi lại nào. Chúng ta nhập lại.
Chúng ta nhảy nhanh quá nào, chúng ta cũng vẫn thua. Chúng ta phải cho nó chạy đủ cho mệt đã. Có lúc là chúng ta chạy được, nó vào phát chúng ta nhảy được luôn mà. Hôm nay chúng ta chạy nó nhảy mà không đúng. Rồi chúng ta sẽ cho đuổi này. Chúng ta sẽ trêu nó. Cho đuổi nó. Sẽ cho nó tải mình sẽ xuống đây thế nó để nó đi vào trong đây là chúng ta mới nhảy lại. Lần này vẫn chưa được. Này chúng ta vẫn chưa nhảy được. Con này chúng ta sẽ cho nó mệt nên chúng ta mới nhảy lên. Chúng ta sẽ bắt đầu gà này. Cho đuổi đi. Con lằn chúng ta nhảy phát nhảy luôn mà con lằn chạy mãi không nhảy lên. Chúng ta sẽ nơi gần. Chúng ta sẽ cho nó vào đây. Chúng ta sẽ chạy được. Đây, chúng ta sẽ để con này vào đây. Con này sẽ xuất hiện lên này. I'll give you that. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept it as your protective parental instincts. Oh, I know. Đây, nó sẽ xách con bạch tuộc này, nó sẽ ấy con đỏ này nè. Cái con đỏ này sẽ đuổi chúng ta. Đây, hai con gà này. Helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. À, nó đuổi này. Đổ ra nó đuổi, nó chạy đâu? Chúng ta phải tránh nhanh không là nó sẽ bị nó bắt á. Ta sẽ theo con này. Nó đuổi này. Chạy nhanh luôn. Chúng ta phải tránh nhanh. Chúng ta xuống đây là chúng ta sẽ không sợ nó. Nó đã đuổi rồi. Dưới này là cái này nó không đuổi được nhá. Nó chạy lên này, chúng ta sẽ lên này. Chúng ta sẽ đi xuống rồi.
là nó sẽ đuổi chúng ta trên đây này. Đây nó đang đuổi đây. Rồi, ô nó còn đấy đâu, nó chạy đâu. Rồi, nó đuổi đây. À, chúng ta vào đây là sẽ không sợ nó, sẽ không bắt được chúng ta nữa. Sẽ đi lên trên này. You can run away. À, nó đang đây, đứng này. Đây, con xanh thì nó sẽ xuất hiện ra con gà đấy, sẽ lên đây. À, còn là nó sẽ đánh nhau. Con đỏ nó sẽ đánh nhau với con xanh nha. À, con đỏ sẽ bị con xanh đấm bẹp dí à. À, nên con mạch tổ ra chiến đấu với con xanh này. Con nó sẽ bật nhau. Rồi, tôi kết thúc video tại đây rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nè.